Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng ngày 30 tháng 8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 7 giờ sáng nay, tâm bão Sao La ở trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, khoảng 10-15 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, khoảng 10-15 km/h, di chuyển vào Biển Đông trong chiều và tối nay. Dự báo trong 24-48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 10 km/h, và trong 48-72 giờ tới, di chuyển theo hướng Tây, khoảng 10 km/h. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cách bão Sao La khoảng 1.500 km về phía đông, đang có bão Haikui hoạt động, cường độ cấp 10. Dự báo giữa hai cơn bão sẽ có tương tác khiến cho đường đi của hai cơn bão sẽ có những diễn biến phức tạp. Trong ngày hôm nay, hoàn lưu bão Sao La sẽ ảnh hưởng tới vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gây ra gió mạnh cấp 6. Từ chiều và đêm ngày 30 tháng 8, mạnh lên cấp 7, 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 12, sau tăng lên cấp 13, 15, giật trên cấp 17. Sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Từ đêm ngày 30 tháng 8, khu vực phía đông bắc của Bắc Biển Đông có mưa bão. Bão Sao La nhiều khả năng là cơn bão thứ 3 hoạt động trên Biển Đông trong những ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên, khả năng bão Sao La ảnh hưởng gây gió mạnh trên cấp 6 và mưa to cho các khu vực ven biển và đất liền nước ta là không cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Việt Nam cho biết, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 trên cả nước về cơ bản là tốt, có nắng đẹp, mưa dông xảy ra cục bộ với thời gian mưa ngắn, kết thúc nhanh, khu vực Trung Bộ có thể có nắng nóng nhẹ. Theo thông tin từ Vietnamnet, cùng các hoạt động của bão Sao La thì vào chiều ngày 29 tháng 8 ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cách bão Sao La khoảng 1.500 km về phía đông, cũng đang tồn tại một cơn bão mạnh khác có tên quốc tế là Haikui. Bão Haikui mới hình thành, cường độ mạnh cấp 8. Việc tương tác với một cơn bão khác của khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương khiến bão Sao La có diễn biến khó lường. Theo dự báo ban đầu, bão Sao La hoạt động trên vùng biển phía đông bắc Philippines sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, đổ bộ vào Đài Loan, Trung Quốc, sau đó di chuyển vào khu vực Phúc Kiến, Trung Quốc. Nhưng trong 1 đến 2 ngày gần đây, các mô hình dự báo của quốc tế bắt đầu có sự thay đổi về hướng dịch chuyển khi bão đi lệch hơn về phía nam. Hiện các mô hình thống nhất kịch bản bão Sao La sẽ đi vào Biển Đông trong khoảng tối ngày 30 hoặc sáng ngày 31 tháng 8. Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, bão Sao La sẽ có 3 kịch bản sau khi di chuyển vào Biển Đông. Kịch bản 1, đi vào ven biển Quảng Đông, Trung Quốc, sau đó đổi hướng và có khả năng đi dọc ven biển qua Hồng Kông, Macau. Kịch bản 2, bão theo hướng Tây Tây Bắc, sau đổi hướng di chuyển theo phía Tây, hướng về khu vực Lô Châu, Trung Quốc. Kịch bản 3, bão sẽ đổi hướng, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, đổ bộ vào khu vực giữa Quảng Đông và Phúc Kiến, Trung Quốc, suy yếu và tăng dần. Ông Tuấn cho hay, do có nhiều yếu tố chi phối nên chưa có dự báo nào chắc chắn về hướng di chuyển của bão số 3 trong 3 đến 5 ngày tới, cần phải tiếp tục theo dõi và cập nhật. Trước mắt, cần lưu ý những nguy cơ tác động trên vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông. Báo Dân Trí cho biết, trong ít giờ tới, trước khi vào Biển Đông, bão Sao La có thể tiếp tục tăng cấp, sức gió có thể đạt tới cấp 15, trước thời điểm vào vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Mô hình dự báo đang có sự phân tán khi nhận định hướng đi, cường độ của cơn bão này. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, rạng sáng ngày 30 tháng 8, tâm bão Sao La nằm trên vùng biển phía đông bắc khu vực đảo Luzon, Philippines. Sức gió duy trì mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17. Trong ngày và đêm ngày 30 tháng 8, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc với vận tốc 10 đến 15 km/h, có khả năng mạnh thêm. Tối 30 tháng 8, vùng gần tâm bão có thể mạnh cấp 14, 15. Sau đó, bão Sao La sẽ tiếp tục giữ hướng đi, vận tốc rồi di chuyển thẳng vào Biển Đông. Đến tối ngày 31 tháng 8, vùng tâm bão nằm trên khu vực phía đông bắc của Bắc Biển Đông,
cường độ mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17. Cũng theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bước sang ngày 1 tháng 9, hình thái di chuyển của bão Sao La có khả năng cao sẽ thay đổi. Cụ thể, bão Sao La có thể đổi hướng đi theo Tây Tây Bắc với vận tốc 10 km/h, giảm dần cường độ. Bão có thể quần thảo trên khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông trong 2 ngày, sau đó suy yếu dần. Còn theo mô hình dự báo bão của Nhật Bản, thời điểm bão Sao La mạnh nhất là khi vừa tiếp cận khu vực Biển Đông trong ngày 30-31 tháng 8. Sức gió vùng gần tâm lên đến 180 km/h, tương đương cấp 15. So với dự báo của Cơ quan Khí tượng Việt Nam, mô hình của Nhật Bản cho kết quả đường đi của bão sau khi vào Biển Đông có xu hướng chết hơn về phía Nam. Trong khi đó, Hồng Kông lại cho thấy mô hình dự báo của mình rằng sau khi vào Biển Đông, bão duy trì cường độ mạnh nhất cấp 15 trong vòng 2 ngày. Hướng đi chết nhiều theo hướng Bắc Tây Bắc. Sau khi di chuyển tiềm cận đất liền Trung Quốc, bão bất ngờ chuyển hướng, đi chết theo hướng Tây Nam và dần suy yếu. Trưa 29 tháng 8, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ban hành công điện số 09 CDQG đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh và các bộ ngành liên quan khẩn trương ứng phó với bão Sao La có thể vào Biển Đông trong những ngày tới. Hồi 7 giờ ngày 29 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 123,5 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, khoảng 5 km/h. Vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông từ đêm 29 tháng 8, gió mạnh cấp 6, từ chiều và đêm 30 tháng 8 mạnh lên cấp 7, cấp 8. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, giật trên cấp 14, biển động dữ dội. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ ngành chỉ đạo thực hiện một số nội dung: theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát xa hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới, phía Bắc vĩ tuyến 18,0, phía Đông kinh tuyến 118,5, trong 48 giờ tới, phía Bắc vĩ tuyến 18,5, phía Đông kinh tuyến 117,0 và được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống Đài Thông tin Duyên Hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. Thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Theo thông tin tờ báo điện tử VTV News, để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ ngành chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới, phía Bắc vĩ tuyến 18,0, phía Đông kinh tuyến 117,0 và được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.